hiện tại là đang có nhiều cái lời đồn là hai bạn sắp đấu một mình đi mới là đi nghe là đang đi có thai thì không biết là Thư như thế nào ha. Thật ra thì không phải đâu, tại do không biết vì sao mà ăn bận vì sao mấy cái bộ đồ á, cái kiểu á thì cũng nó tiết chế lại rồi, nhưng mà tại vì mặc cho nó mát á thì khi mà mát vậy rồi mọi người nghĩ mình có cái bầu thì cũng hơi ráng lắm rồi đó. Nói chung là cũng kêu mặc đồ ôm rồi đó, tại vì Tết xong mà thì có ăn cũng nhiều đó, mặc đồ ôm cũng không được nữa. Dạ. Mình không biết là mọi người cũng thấy là bạn đang hỏi không có lâu rồi thì Tết có dự đám cưới hay chưa? Nói về đám cưới hả? Thì Thanh nghĩ rằng là Thanh và Mia đều có cho mình một cái plan cá nhân, một cái kế hoạch mà bị kẻ đục, tại vì cả hai rất là chú tâm vào công việc rất là nhiều. Khi nào mà cả hai cảm thấy rằng là đã được cái thành quả mà mình mong muốn rồi, cả hai mới quyết định là kết hôn. Dạ. Thì là cái thành quả nó sẽ được đo bằng như thế nào ta, bằng số tiền trong khoản ngân hàng hay là nhà cửa? Nó được đo bằng vị trí trong showbiz. Dạ. Thì Thanh với Nghe đều là một người mà rất là ưu tiên công việc. Thấy cả hai tình cảm như vậy thôi, nhưng mà thật ra Thanh và Nghe đều tập trung cho những cái plan sản phẩm của mình. Để khi nào mà cho ra và đạt thành công như mong muốn và nó càng ngày càng nâng cấp hơn ở trong cái giới nghệ thuật, thì có Thanh với Nghe mới cùng đến một cái con đường chung với nhau là chuyện lớn. Dạ. Để cả hai là phải đủ điều kiện, tất cả mọi thứ đủ cơ sở thì Thanh mình nghe muốn nhiều người là nói là hai bạn là chỉ nổi khi mà đi chung với nhau, còn khi mà tách riêng thì cái hình ảnh lại không có được bằng, thì bạn cảm nhận như thế nào về điều này? Thanh nghĩ đó nha, Thanh nghĩ rằng là ngay cái hoàn cảnh đó, ngay cái lúc đó thì nó là hai đứa phải đi chung với nhau. Ví dụ như ngay bây giờ đây một mình Thanh thì đó cũng là một cái plan nằm trong kế hoạch thăng hoa mai của Thanh mình nghe. Kiểu vậy, dạ, thì mọi người sẽ tách dần nó ra. Dạ, khẳng định bản thân cá nhân nhiều hơn. Tức là khẳng định là 2023 này Hồng Thanh và DJ Nghe sẽ không đi với nhau nhiều nữa, đúng không? Cũng có thể, nhưng mà chắc chắn là có những cái kế hoạch hay là những cái sản phẩm nào đó mà cả hai có thể kết hợp lại với nhau, thì chắc chắn là Thanh với Nghe sẽ cùng với nhau để làm. Ngoài ra thì Thanh với Nghe sẽ tạm thời tách nhẹ ra để cho khán giả có một cái món ăn mới về hình ảnh Thanh và Nghe. Yeah. Nhiều fan vẫn mong muốn là thấy Thanh có được một cái gì đó sự đột phá hơn, tại vì sau khi mà đăng quay đến giờ vẫn là đang nghe với nhau thì Thanh cảm nhận như thế nào? Thật ra thì Thanh nghĩ là Thanh đang cần một cái độ chín mùi đó. 2023 sẽ là một cái năm đột phá tất cả mọi thứ của Thanh. Oh my god, wow. Ví dụ như là Thanh đang có một cái plan tập gym thay đổi ngoại hình, Thanh nghĩ là 3 tháng nữa mọi người sẽ thấy được kết quả của Thanh. Và cuối năm nay sẽ là một cái đích đến cuối cùng, cái đích đến mà Thanh bấy nhiêu cái thời gian qua là Thanh chiêm nghiệm và Thanh tìm tòi là một bộ phim điện ảnh nha. Cuối năm nay một bộ phim điện ảnh Móng Vuốt của đạo diễn Thanh Sơn. Thanh nghĩ là nó sẽ là một cái dự án đột phá của Thanh. Thanh đã sắp tới 14 tháng 2 tặng hả? Nếu mà nghĩ là Mia sẽ tặng hả? Thật ra thì Thanh chỉ mong muốn là Mia tặng cho Thanh một cái món quà là những kế hoạch của Mia trong năm 2023 sẽ thành công. Đó là món quà mà rất là lớn đối với Thanh. Yeah. Thanh nghĩ vậy. Còn về cái chuyện mà quà cáp thì nó hơi tế nhị đó, cho nên là cho Thanh giấu đi ha. Ok.